Một lần nữa xin các anh chị sẽ chào đón ca sĩ Huyền Vy. Xin mời Huyền Vy. Tới đây đóng góp cũng khó lắm, nhưng mà cống hiến cho anh chị một điều gì diễm phúc rất là lớn cho chút. Xin mời Huyền Vy. anh giới thiệu vậy em nghe em sợ quá. Huyền Vy xin gửi lời chào thân ái nhất đến các anh chị. Tới đây thì anh chúc rất là dễ thương, anh xin cảm ơn anh đã mời em đến đây chung vui với mọi người. Và nhân dịp và Giáng sinh thì Huyền Vy xin giúp chúc cho mọi người được êm ấm, vui vẻ bên gia đình và lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Nhất là càng ngày chúng ta càng lo sợ bệnh dịch thì mọi người luôn luôn được giữ gìn và luôn được khỏe mạnh cùng với nhau và chung vui với nhau nhiều trong dịp Giáng sinh này. Cảm ơn các anh chị. Start bài Em Ái trước nha. Xin mọi người cùng nghe nhạc phẩm bài Con Tên Cuối Cùng của nhạc sĩ Vũ Thanh An. Thank you.
trước em xin mời mọi người ra nhảy cha 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 nhé. Nhạc phẩm được mang tên Người Hãy Quên Em Đi. Xin quý vị cho MV một tràng vỗ tay. Nhưng mà
Tôi sẵn dịp ở đây thì chú cũng có một món quà tặng cho Huyền Vi để mà một cái Christmas. Xin cảm ơn Huyền Vi rất nhiều nha. Ok. Cảm ơn. Ok. Long time no see. Thật sự Huyền Vi đem tới hai cái bài hát. Anh chị cô chú ở đây thật ra từ trước tới giờ có thể là chú không biết, nhưng mà có thể là đây là lần đầu tiên, có phải không anh chị? Cái này chú chỉ hỏi thôi nha, chứ còn trước đây không biết là những cái show các anh chị làm như thế nào. Nhưng mà chú cũng cố gắng mọi thứ, không biết là bao lâu, nhưng mà từ từ có cái gì chú sẽ thông báo sau. Xin cảm ơn Huyền Vi rất nhiều.